Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại kênh Xe đạp Phong Tuyền nhé. Hôm nay em lại mới về được một kiện hàng đấy các bác ơi. Đây là một kiện hàng từ Nhật về các bác nhé. Còn đang là nguyên đai nguyên kiện ở trong thùng luôn. Sau đây thì em sẽ đi vào em khui cái kiện hàng này ra, xem ở trong nó có những cái gì các bác ơi. Một kiện hàng to, rất là nặng. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều đồ các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào em khui. Khui cái kiện hàng này ra các bác ơi. Bố hàng về lúc nào vậy? Hàng bố vừa về xong. Đây là áo đâu. Rất là nhiều quần áo này. Ở đây nó là một chiếc quần các bác. MTB Giro. Lại có một đôi giày Mavic. Để giơ tay. Áo. Lại có quần. Cậu ăn đi dở à? Cậu ăn 3 miếng rồi đấy. Yên. Khám nhà tắm nha, là đâu không? Yên. Chỉ cái số chân đào ấy. Quần. Cái áo chết. Đó là tính đau khổ. Nó bị quay tay. Quần. Tôi mua cái kiểu. Rồi nó rát lắm mát. Yên. Mấy bố lấy ra hết. Yes. Thì biết được không? Cái đĩa. Thank you.
xe đạp kỹ lắm, xe bọc rất kỹ. Này rỡ thì nó hơi lâu một tí. Người cậu kìa. Chiếc áo BMT. Trong đây quần áo. Nay em tuổi được hai đệ tử đang bóc hàng luôn. Đấy, em về được hai cái xe. Cái này anh em nó bọc kỹ lắm nên là bây giờ mà bóc ra để mà xem thì nó rất là mất thời gian. Cái rồi em sẽ quay video chi tiết sau các bác nhé. Còn hôm nay hàng thì em về được như này đây. Rất là nhiều quần áo, phụ kiện. Rồi em sẽ quay chi tiết em báo giá các bác sau các bác nhé. Hàng vừa mới bóc ra xong là cũng chưa có giá đâu. Bây giờ là đi 17 giờ. 17 giờ ngày mùng 4 tháng 11. Và em xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi tôi xe đạp không quên. Chào các bác.